nhà của ông nội tôi mấy tụi nó, nơi chôn nhau cắt rúng của Mr. Kingley. Biết chôn già nhau cắt rúng ở đâu mà tìm không ra, không biết đâu. Chưa gặp. Đây là chỉ ở nhà vườn. Trồng hoa, trồng kiến gì. Ở vườn bây giờ nhìn thấy rất là mát mẻ, cũng đẹp lắm mấy vị ơi. Hoa kiểm xanh tươi, cây trái rồi tung tùm. Ở đây ri làng sao, nơi đây là nơi mà nuôi sống của tôi từ hồi nhỏ cho tới 14 tuổi. Bỏ nhà ra đi, hôm nay mới trở lại lần thứ mấy không biết, quên rồi. Đây là cái hồ để nuôi cá, phao cá rồi chơi cho nó vui. Ồ, đây là thằng em. Bà con nào muốn câu cá thì về đây nha, về đây câu cá. Đó. Chỗ ngồi uống cà phê tán dốc, nếu mà có ghệ chắc ghệ ra đây cũng được, không sao, bao hết chỉ trả tiền phòng thôi à. Còn bao nhiêu bao hết. Cá dưới này nó nuôi cá gì không biết, có thể là cá tra hoặc cá bụng cá mú hay gì đó thấy. Cây trái này mới là sầu riêng, dòng sầu riêng không quý vị. Còn cây này là cây lá cách là kỳ vậy đó, sầu riêng. Cây mận, cây này là cây mận, cây mận mắc rượi, dưới là tàn mắc rượi. Kim